Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách luộc thịt mềm thơm, ngon ngọt và không bị khô. Món này mình ăn chung với nước mắm chua ngọt và rau xanh thì rất là ngon. Sau đây thì các bạn hãy cùng vào bếp và làm với mình. Để làm được món này thì mình đã mua về là 1 kg thịt ba rọi. Khi lựa thì các bạn chọn thịt vừa có nạc vừa có mỡ, để khi mà mình luộc lên thì thịt sẽ mềm ngon và nó không bị khô. Thịt này khi mua về thì mình đã rửa qua với nước rồi. Tiếp theo là 60g sả cây, 40g củ gừng, 80g củ hành tây. Đầu tiên thì mình sẽ lấy mấy nguyên liệu này mình đi cắt nhỏ để mình luộc thịt nha các bạn. Sả cây thì mình sẽ đập dập rồi mình cắt khúc. Gừng thì mình sẽ xắt thành từng lát nha các bạn. Hành tây thì mình sẽ xắt thành từng lát luôn. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào nồi là 2 lít nước để mình luộc thịt. Mình sẽ mở bếp để mình nấu cho nó sôi lên. Sau khi mà nước đã sôi lên rồi thì mình sẽ cho sả, gừng và hành tây vào. Rồi thêm vào là nửa muỗng canh muối, 1/2 muỗng nhỏ bột ngọt. Tiếp theo là 3 muỗng canh giấm để thịt nó được trắng hơn. Sau cùng thì mình sẽ cho thịt vào. Khi luộc thịt thì mình sẽ đậy nắp lại để cho thịt nó nhanh chín và vẫn giữ được mùi thơm. Nhưng mà các bạn nhớ chọn cái nồi nó to một xíu để khi mà mình đậy nắp lại thì nước sẽ không bị tràn ra ngoài. Bây giờ mình sẽ luộc thịt với mức lửa trung bình trong vòng là 25 phút. Đây là thịt sau khi mình luộc được là 10 phút đầu tiên. Bây giờ mình sẽ mở nắp ra rồi mình chở thịt để cho thịt nó được chín đều hơn. Sau đó thì mình sẽ đậy nắp lại và luộc cho đủ thời gian. Trong thời gian đó mình sẽ đi chuẩn bị là phần nước mắm chua ngọt. Mình sẽ cho vào chén là 50ml nước mắm, 50ml nước sôi đã để nguội, 30ml nước cốt tắc, 50g đường. Cuối cùng thì mình sẽ cho phần tỏi và ớt băm vào. Phần này thì các bạn có thể cho vào là tùy theo sở thích. Vậy là mình đã làm xong rồi. Rất là đơn giản và nhanh chóng luôn. Để ăn được ngon thì mình đã chuẩn bị là một chén nước mắm chua ngọt. Thêm vào đó là một dĩa rau gồm có rau xanh và dưa leo. Các bạn có thể chuẩn bị thêm là một số loại rau mà các bạn yêu thích để mình tăng thêm vị ngon cho món ăn này. Đây là thịt sau khi mình luộc được là 25 phút. Lúc này thì thịt nó đã chín rồi. Các bạn có thể lấy lên rồi mình dùng đũa, mình xiên thử vào thịt. Nếu như các bạn thấy thịt nó mềm và chảy ra nước màu trắng như vậy, chứ không phải là nước màu hồng thì thịt đã chín rồi. Rồi mình sẽ tắt bếp và lấy thịt ra ngoài. Mình gấp ra ngoài cho vào thau nước đá lạnh để thịt nó được dẻo giòn và ngon hơn. Mình sẽ ngâm thịt nó trong vòng là 5 phút. Sau khi ngâm được 5 phút thì các bạn lấy ra ngoài, mình để cho nó ráo nước. Bây giờ thì mình sẽ cắt thịt ra. Thịt thì các bạn thấy nó rất là mềm. Bên trong thì nó vẫn còn nước và nó không hề bị khô. Và thịt cũng rất là thơm nữa. Rồi mình sẽ cắt ra thành từng miếng vừa ăn nha các bạn.
Đây là dĩa thịt của mình nè các bạn, nhìn rất là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ chấm vào nước mắm chua ngọt để mình ăn thử. Mình ăn vào thì thịt nó mềm, ngọt, thơm, phần da thì nó dẻo giòn. Món này các bạn ăn chung với cơm hoặc là bún thì đều rất là ngon. Ăn kèm với đó là nước mắm chua ngọt và rau xanh. Món này thì đơn giản dễ làm, cho nên thì các bạn hãy làm thử để chiêu đãi cho mọi người trong gia đình. Mình chúc các bạn thành công. Vậy là video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Và nếu hay thì hãy cho mình một lượt like, một lượt đăng ký và bấm vào nút chuông để có thể nhận thông báo về những video sau của mình sớm nhất. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn lại các bạn ở những video lần sau.